ăn lên nha. Rồi bây giờ tiếp theo thì đi qua chùa Vạn Linh nha các bạn. Giới thiệu với nghe cái hồ luôn. Cái hồ này là người ta thả cá phóng sanh ở đây nè cả nhà. Cái hồ này người ta mới xả nước cho nên nước hơi ít chứ. Đây là chùa Vạn Linh nè cả nhà ơi. Dạ Vạn Linh. Vạn Linh mời cả nhà cùng đi với Vạn Linh nha. Chùa Vạn Linh thì cách với lại tượng Đức Phật Di Lặc chỉ còn 200-300 mét thôi các bạn. Cách nhau một cái hồ nước như thế này. Đây là cổng của chùa Vạn Linh nè cả nhà ơi. Rồi Vạn Linh mời cả nhà vô trong luôn nha. Ngay cổng là có con đường đi lên đó nè. Đó. Chùa Vạn Linh này có 9 tầng á cả nhà. Này từ ở bên chùa Vạn Linh nhìn qua thì thấy ông Phật Di Lặc nè, đó thấy khuôn mặt nguyên người ông ngồi rất là rõ ha. Còn ở dưới là có cái hồ đó. Chùa Vạn Linh này là nằm ở Thiên Cấm Sơn, tức là núi Cấm đó cả nhà. Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Chi Tôn. Đây là người ta lên chùa, bắt đầu người ta đi trở xuống rồi cả nhà. Đủ mẹ tôi chơi, nhắm chính xác, tôi mới điện, cơ tôi mới điện, tôi chạy, đủ mẹ.
ta đi viếng chùa đó cả nhà. Hôm nay là ngày thường không có lễ gì nhưng mà người ta cũng vẫn có đi viếng chùa hết cả nhà ha. Khách thập phương đi rất là đông á. Mời cả nhà vô coi nha. Đây cũng có cái đường đi qua chùa nữa nè. Đó. Đây là cái đường đi ra nè ha. Hello Lê Giang. Xin chào vlog Di Đỗ. Đây có cây mướp, cây thanh long nữa nè cả nhà ơi. Nhìn rất đẹp ha. Đó, trái mướp đó. Trái mướp này già rồi, chắc là người ta để làm giống á. Còn đây là có hai trái trước mặt là mướp non nè. Mướp này là ăn được, còn cái đó là mướp già để làm giống đó. Ô, xa xa có cây xoài trái chịu nặng luôn ha. Chùa 9 tầng. Chùa này gọi là chùa Vạn Linh, nằm ở trên đỉnh núi Thiên Cấm Sơn, tức là núi Cấm đó cả nhà. Mời cả nhà đi cùng Giang Lê nha. Mình đi xem chùa Vạn Linh nha cả nhà. Cảnh đẹp lắm cả nhà ơi, lên đây mát mẻ lắm, Giang Lê thích lắm. Đây, đây có vàng mướp nữa, vàng đậu que đó cả nhà. Ô, xung quanh đây cây trái mọc cũng nhiều quá. Ồ, có cây xoài á, cây xoài mà phân nửa thì tím, phân nửa thì xanh ha. Có đốm thì vàng vàng ha. Xoài này ta gọi xoài đủ màu hay sao á, Giang Lê cũng không biết nữa. Giang Lê cũng không rành lắm. Nhưng mà thấy cái trái nó ngộ lắm, nó có đỏ đỏ, có vàng vàng, có xanh xanh có nè ha. Cũng lạ quá ha cả nhà ha. Giang Lê cũng mới thấy lần đầu á. Mình lên đây cái mình thấy rõ nè ha, chùa 9 tầng nè, chùa Vạn Linh nè. Đây là du khách người ta đi chùa xong ta nghỉ mệt nè cả nhà. Nghỉ mệt chỗ cây mít nè, rất là mát. Mình đi lên đây thì mình có nhiều chỗ nghỉ chân lắm. Khi mình đi mà mình mệt đó, mình ngồi nghỉ. Để Giang Lê quay lại cái cây xoài này cho cả nhà xem cho kỹ nha. Đó, trái đỏ đỏ đó, không biết xoài gì, nhìn thấy đẹp ngon lắm. Còn đây là cái vườn lan. Vườn lan gọi là móng cọp đó cả nhà. Đó. Chùa này rất là lớn á, Giang Lê thấy lớn lắm á. Cả nhà coi ha. Rất là đẹp. Ôi cả nhà ơi, cả nhà thấy không, đây có cây sầu riêng nữa cả nhà nè, đang có trái luôn nè. Thiên Cấm Sơn này có nhiều cây ăn trái á cả nhà ơi. Đó, cây đó là cây sầu riêng đó cả nhà, có trái á. Hay ha. Đây là cây mít nè cả nhà. Ồ, cây vú sữa nữa cả nhà ơi. Đó, cây vú sữa đó ha. Đây là cây sa kê nè. Cảnh xung quanh chùa rất là đẹp.
Đây cả nhà nhìn, đây là chùa chính tầng, rất đẹp ha cả nhà ha. Đó, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây người ta đi giếng chùa, bây giờ người ta đi chở xuống á cả nhà. Đẹp ha. Để Giang Lê đi lên cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà đi tiếp cùng Giang Lê nha. Đây là có cái ngôi ngôi chùa nữa. Có Phật bà đứng ăn đứng. À, trên chùa có để cái hai dòng chữ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di là sao ha? Đây. Cái mít này trái nhiều quá cả nhà ơi. Dạ cái mít đẹp quá. Mày để đó kìa, nó xéo qua đây mới đẹp. À, đang quay mẹ con đó. Rất là đẹp. Mẹ con đứng cái người Mỹ đó tính xin chụp chung môi hình mà không dám chụp tin. Chụp đi. Được sao? Được. Đâu có gì đâu. Mà cái kênh của em này cũng có mà Mỹ, Anh Quốc rồi bên Úc. Bên Na Uy rồi coi, tại cái này em quay lên em đưa lên YouTube luôn nè. Qua đó đứng đi mấy con, qua đây đi. Cô làm YouTube nè, qua đó cô quay cho. Qua cho. Chú đi ra. Đi đây đi. Đã gì đâu chứ. Chị tới đây đi. Rồi, rồi chờ mấy em à. Được ra. Rồi ba. Chị tới lên. Đó, chọc cười như thường mới đẹp. Con có muốn lên phim để cho cả thế giới đều coi không? Có muốn thì đây cô quay cho. Đây. Ê Trăng, đâu rồi? Lại mượn bà ba chụp cái mít rồi, thấy mít đẹp quá. Tới đây vậy con? Dạ ở trong U Minh, trong trỏng á. U Minh Kiên Giang á. À bên Kiên Giang. Rồi, cô biết. Vừa rồi cô có đi Hòn Phụ Tử đi ngang. Dạ. Rồi đi ngang Kiên Giang á. Cái này mình quay lên là mình để cái góc nhìn ở nguyên sông nước miền Tây hay gì? À đúng rồi, đây là du lịch ẩm thực và trải nghiệm. Dạ. Là bên này là bên Vlog Di Đỗ. Dạ. Đây là cái kênh của chú. Chú chưa chưa? Tôi quay lại nó kéo vậy. Ô quay bỏ lên cái này nè. Đi đâu quay lên nha. Dạ. Nè bỏ cái hát trái nó đẹp. Không không. Một cái à. Kinh nhìn YouTube kéo nha. À lên YouTube. Dạ. Nhìn xéo ra, nhìn xéo ra. Ở đây có nguyên một cái đoàn nước ngoài á. Dạ. Mà quá trời nhìn này. Dạ. Đang thấy gì đang chụp. Với lại hiện tại giờ đang đóng phim Chuyện Cổ Tích đó, ở Sài Gòn, ta xuống ta quay đây. Dạ. Dạ, có diễn viên Cao Minh Đạt đóng á chị. Ờ, Cao Minh Đạt tí rồi mới tới tiếng sau. Đúng rồi, đang đóng ở đây mấy. Chụp lấy nguyên một khúc mít dài luôn nha Nhi. Rồi, em tạm biệt mấy chị nha. Có đứa cháu rất là đẹp, xinh đẹp mà cả nhà ơi. Cháu đang làm viên lấy lại phong cảnh kỷ niệm của cháu đi nè. Đó, quê cháu này ở Kiên Giang nha cả nhà. Hồi đó mình em có đi Hòn Phụ Tử đi ngang Kiên Giang đó chị. Em có quay lại cái chợ của ấy đang vậy đó chị thương không? Phú Quốc Hà Tiên Hòn Phụ Tử. Dạ. Môi so đầu là em làm lắm. Như mình quay cảnh đó nó giữ nó ghép phim vô. Dạ em ghép phim tại đó luôn chị. Cái này là trải nghiệm ẩm thực cái clip của em á. Trời lên. Tụi em đi đến đâu rồi tụi em quay lại. Quay lại để lấy ảnh mình chụp lên luôn. Dạ dạ. Ảnh nào đẹp thì mình cắt. À kênh của tụi em. Cái đó là mình coi là mình bên YouTube á. Mình coi là có mạng là mình coi thôi. Đi vậy cho cái đi xuống nha. 3G cũng được. 3G cũng được. 3G, 4G cũng đều coi được hết chị. Nha con bỏ đây đi. Chia tay tại đây đi ha. Dạ bye mấy chị nha, bye con nha. Đây có mấy đứa con gái dễ thương lắm nè cả nhà ơi. Đây. Nè, bye bye con nha.
Đây có bức tượng ngồi ngay ngay cây đa nè cả nhà. Nhưng mà mình không biết bức tượng này là mình gọi như thế nào ha. Cả nhà biết thì cả nhà comment cho Văn Lê biết nha. Văn Lê cảm ơn mọi người nha. Rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Còn đây là Văn Lê nghĩ là Đức Phật Thích Ca nè cả nhà. Đó. À, ở trong chùa người ta, thầy chùa đang tụng kinh đó cả nhà. Nó nhìn đẹp lắm cả nhà ơi. Đây phong cảnh rất là mát mẻ ha. Cả nhà xem. Đẹp lắm.